Nguyên Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đam mê âm thanh bãi trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Trước mắt quý vị và các bạn là một siêu phẩm, siêu khủng, siêu hiếm đến từ nước Mỹ. Hôm nay tiếp tục về tại cửa hàng Nguyên Audio. Đó là cặp loa Sequin Vega M100, cặp loa rất là khủng thưa quý vị và các bạn. Hôm nay thì cửa hàng Nguyên Audio lại rất vinh dự về được một cặp loa này trong tình trạng đẹp long lanh như mới quý vị nhé. Màu vàng, vân gỗ quá là đẹp luôn. Loa này thì nó sử dụng 3 đường tiếng trên một thân thùng, một bát 40 cm màng giấy gân mút màu đỏ đặc trưng của hãng Sequin. Thưa quý vị nhìn thấy đây, nón của nó thì còn nguyên logo hình chiếc loa quý vị nhé. Và đặc biệt đôi loa này thì nó sử dụng hai chiếc loa chung và hai chiếc loa chép còi. Dòng loa Sequin Vega thì rất ít đôi mà có tới hai chiếc loa chép còi như này quý vị nhé. Chỉ có dòng M100 mới có được hai chiếc loa chép còi đây quý vị nhé. Hãng thiết kế trang trí đôi loa cũng rất là đẹp và thiết kế thêm hai cái vi tinh chỉnh để cho quý vị kết hợp chỉnh tiếng chung và tiếng chép là tùy thuộc sở thích nghe của mỗi quý vị nhé. Đôi loa này thì thiết kế màu vàng rồi, quá đẹp rồi. Góc cạnh thì cũng rất là đẹp với một chất âm tràn đầy uy lực và mạnh mẽ. Đặc biệt là giải âm trầm này thì đánh rất là mạnh. Hiếm có những đôi loa bát 40 nào mà đánh mạnh mẽ được như đôi loa này quý vị nhé. Chất âm của nó rất là mạnh đấy ạ. Quý vị chúng ta chơi những thể loại nhạc đan nhạc mạnh, nhạc tiết tấu nhanh thì chất âm rất uy lực và mạnh mẽ. Còn khi quý vị kết hợp các dòng nhạc bolero trữ tình, nhạc vàng thì tiếng bát xuống rất sâu và rất mềm. Với hai loa chung và hai loa chép thì tiếng rất là rõ, tiếng chung rất rõ, tiếng tép thì rất là lanh canh, rất sáng và chi tiết quý vị nhé. Nguyên Audio sẽ quay cận cảnh đôi loa Sequin Vega M100 này cho quý vị và các bạn chúng ta ngắm cái vẻ đẹp sang trọng của đôi loa. Thiết kế quá là sang trọng luôn. Đây là thùng vách này. Chưa có một vết xước trên đôi loa này quý vị nhé. Phải nói là quá đẹp luôn. Hàng tuyển chọn rất là kỹ để cho anh em chơi. Hiếm anh em nào săn lùng được những đôi loa đẹp như này. Ai mà sở hữu được đôi loa này thì quả là rất là may mắn cho vị khách đó. Bởi vì đôi loa này còn quá mới và quá đẹp quý vị nhé. Rất là đẹp luôn. Gân màu đỏ zin. Gân bên đấy về quý vị nhé. Zin màu đỏ tươi rất là đẹp. Với những dòng loa này thì anh em cũng không khó ghép âm ly đâu. Anh em có thể ghép với những chiếc vang đẩy để chúng ta hát karaoke cũng được. Còn anh em kết hợp vừa nghe nhạc vừa hát thì chúng ta ghép âm ly và ghép thêm vang. Với hôm nay thì Nguyên Audio về thêm hai chiếc âm ly Denon. Một chiếc bên dưới là 890DG có mặt phay nhôm màu vàng, hai hồi gỗ hai bên, và một chiếc bên trên cũng là 890D nhưng mà nó là D thường quý vị nhá. Hai dòng này thì nó chỉ khác nhau về màu thôi, cũng đều công suất là 216W và có hai cổng kết nối optical 1 và optical 2 giải mã 24 bit, từ trên chúng ta lấy tín hiệu từ trên TV thông minh nhà chúng ta xuống qua đường quang này thì tiếng rất rất là hay quý vị nhá. Hai chiếc âm ly này thì nó chỉ khác nhau về đời thôi. 890DG thì nó sản xuất về đời sau, 890D thường thì sản xuất vào đời trước quý vị nhé. Công suất các thứ đều như nhau cả và khác nhau về đời, về màu sắc thôi. Và hai chiếc âm ly này thì nó đánh được rất các nhiều các dòng loa bát 25, 30, 40. Các dòng loa khó tính thì nó đều đánh được lên tất cả quý vị nhé, đều rất tiếng rất là hay. Đặc biệt thì Nguyên Audio ghép với đôi loa này thì rất là hay luôn. Đặc biệt là rất là hay. Sáng rất tách bạch ba giải của nó rất là rõ. Và Nguyên Audio xin giới thiệu thêm về đôi loa Sequin Vega M100 này. Nó có kích thước là chiều cao 90, chiều ngang 46 và chiều sâu 46 quý vị nhé. Đầy đủ e căng về đầy đủ theo đôi loa này luôn. Tất cả thì đều đẹp hết. Và trước khi vào test thì Nguyên Audio cũng xin báo giá luôn cho quý vị và các bạn đôi loa Sequin Vega M100 có giá 35 triệu đồng. Chiếc âm ly Denon 890DG có giá 21 triệu. Còn âm ly 890D thường màu đen bên trên là có giá là 15 triệu đồng quý vị nhé. Mọi nhu cầu quý vị xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio theo hai số điện thoại là 0988036068 hoặc kết nối Zalo số 0358237899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Tặng quý vị và các bạn chúng ta 6 mét dây loa của Đức trị giá 600.000 đồng. Và bây giờ thì Nguyên Audio sẽ test nhạc cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thẩm âm chất âm của đôi loa này. Nào đùa sẽ test nhạc trữ tình thôi cho quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe cái chất âm rất là sâu mềm.
bát nó đánh rung nhà quý vị nhé. Yêu mãi.